cho các bạn. Hôm nay các bạn hãy cùng bắt tay vào tô và mình bức tranh này nhé.
ơi, vậy là chúng mình đã tô màu xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau nữa nhé.